Hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi một game bài đối chuyện. Chào mừng đến với game gì đấy em ơi. Con game mình nghĩ là nhiều anh em biết hôm nay rồi. Con game Gawin. Đều quân bộ thường theo mình 1-1 nha. Mình là mình chơi game gì như vậy thôi, chắc chắn mình đội thành công thì mới dám chơi. Đầu tiên các bạn cứ nạp vào một vài trăm thôi, xem xét nó rút tưởng thành công đã, không thì các bạn không nên chơi đâu nha. Hôm nay mình chơi sóc đĩa, cách đánh sóc đĩa mình đã nói anh em rồi. Mình không cần quan sát thị cầu, mỗi ngày mình chỉ ăn non 1 đến 2 mê gì đó thôi. Và nếu hên hơn mình ăn 5 mê thôi, không cần nhiều. Đó là với số vốn của mình như thế này nha. Nghĩa là mình ăn tối đa đó là 1/3 vốn, từ 10 đến 35% nha anh em ơi. Đấy, đó là cách đánh của mình nha. Anh em có thể tham khảo và mình đánh ấy. Đó là phương pháp đánh mình, đó đánh 3 trắng 3 đỏ. Bởi vì các bạn nhớ đây này, cái này là 1, nhưng các bạn nhân 4-500 nó nếu trúng các bạn được 2 triệu tổng cả 500 này nữa. Là nghĩa là các bạn thắng 1 triệu 5. Nếu trúng nha, là nghĩa là 4 lần các bạn chỉ thắng 1 lần thôi, các bạn đã thắng tất cả trước đó các bạn thua rồi. Cho nên các bạn phải chia vốn ra, cách phân bổ vốn ra cho hợp lý thì lúc đó mình khả năng cao là các bạn rất dễ thắng luôn. Nhưng mà quan trọng là các bạn có giữ được bình tĩnh để mà có thể giành chiến thắng không thôi. Quan trọng cái điều đó anh em ạ. Bởi hầu như ấy, người nào chơi ai cũng muốn tham lam ăn to ăn bự thôi anh em ạ. Không ai muốn thua đâu anh em. Chơi hên xui ấy, chả có bố con thằng nào mà muốn thua đâu anh em. Chơi chỉ có muốn thắng thôi. Nhưng mà hầu như anh em đều muốn thắng, thành ra hầu như anh em đều ra đạo đấy anh em ạ. Cho nên chơi thì anh em phải chấp nhận là có những ngày anh em thắng được, có những ngày anh em sẵn sàng phải chấp nhận thua lỗ. Chứ không phải là ngày nào anh em cũng gọi là muốn thắng nó đâu. Ngày nào em muốn thắng nó chắc chắn 100% là trước sau thì anh em là người ra đảo thôi. Không có chuyện ăn được nó đâu anh em. Bởi mục đích anh em hiểu rằng là luật chơi nó đã. Mục đích nó tạo ra game này làm gì anh em ơi, lợi nhuận đúng không? Vậy em nghĩ rằng lợi nhuận nó lấy từ đâu? Lấy từ chính người chơi đấy anh em ạ. Nó lấy từ chính người chơi đấy anh em ơi. Đây này, may ván này nó trúng này. Trúng cái là mình đéo cần tính là mình thắng thua bao nhiêu nữa. Mình bây giờ reset lại thôi. Khi thắng, khi chỉ cần trúng một ván thôi nha, là các bạn hãy reset lại, đặt cái số min nhỏ nhất đó là 500. Tùy thuộc vào vốn các bạn nha. Có thể các bạn chia vốn ra là 100, 200, 10.000, 20.000. Nhưng mà cách đánh, phong cách đánh này chỉ phù hợp với anh em đó là ăn no thôi nha. Và phải giữ được bình tĩnh. Chứ ví dụ anh em mà đòi ăn to, ăn bự thì thật sự mà nói thì mình đéo thì đánh cách này đâu. Mình nói thật đéo thì đánh cách này đâu. Công thức đánh này để mới một những điều kiện cần ấy, đó là các bạn phải chia vốn ra càng nhỏ càng tốt. Đó là kiểu cần à. Điều cần đủ là các bạn phải giữ tâm thế bình tĩnh, cứ bình tĩnh đi, cứ chờ đợi đi, chứ đừng có vội vàng. Ví dụ đánh này ván này 3 lần liên tiếp không trúng thì đánh này ván thứ 3 là thứ 4 là mình đặt 500 là chỉ cần trúng một cái mình vẫn hòa vốn đúng không? Trừ cái cả chi phí một lần đặt là mình lỗ mấy chục đi. Thì tốt nhất các bạn đặt 600 đi. Nhưng mà lúc đấy các bạn muốn kiểu là muốn tham ăn to ấy thì bạn bắt đầu đặt lên bao nhiêu anh em? Anh em bắt đầu đặt lên đó là 800-900. Đấy, để nghĩ là ván này nó sẽ trúng. Nhưng mà anh em ơi, lỡ mày nó không trúng ấy thì anh em gấp lên nó sẽ càng to. Không nên đánh kiểu đó anh em ơi. Phong cách đánh này chỉ có phù hợp với anh em đang non và giữ được bình tĩnh. Còn anh em nào mà tham ăn to và không giữ được bình tĩnh ấy, tốt nhất đừng có đánh phong cách đánh này. Thì bởi vì hầu như cách đánh này thì hầu như ai biết rồi. Nhưng mà mấy ai áp dụng đó là cái quan trọng. Anh em ván này đánh 600 nha. Nếu thua mình thua 21 lần đấy anh em ạ. 21 lần đấy nha. Không phải nhỏ đâu nha anh em. Càng này không phải đơn giản đâu. Đen này chịu thôi, biết làm sao giờ anh em. Game in xui là biết đeo trước được đúng không? Rồi ơi, ván này thua tiếp 21 nè. 21 thì ít ra 7. Mình nhân 3 đúng không? Một lần thắng mình nhân 3 thì ít nhất ván này mình phải đặt 700. Nhưng mà trừ các chi phí là mình phải đặt 800 đấy anh em. Nếu mà ván này thua là mình tổng là thua mất 29. Các bạn nhìn cái này các bạn phải ghi ra rõ ràng nha. Thì khi nào mình sẽ ghi ra rõ ràng cho anh em xem và mình sẽ ghép trong cái video này cho anh em xem nha. Có thể hẹn video sau nha anh em ơi. Đây này, ván này chỉ cần trúng một cái là mình đã về bờ rồi anh em. Khi về bờ thì các bạn nên làm gì? Khi về bờ thì các bạn sẽ đặt lại từ đầu nha, đó là 500. Đấy. Mình cách đánh này thì mình mỗi ngày mình không cần nhiều đâu nha. Mỗi ngày mình ăn vừa vừa phải phải là mình đã thấy mừng lắm rồi. Chứ mình đéo thể tham mà mỗi ngày nào mình tham ăn to được. Bởi tham ăn to là điều đéo là xảy ra đâu anh em ạ. Tham to là mình có thể mất to thôi. Đấy, điều là điều rất đơn giản mà chơi cách đánh này, lúc này mình thắng 2 mê đáng là mình nghĩ đấy. Nhưng mà thôi, mình tham lên 5 mê cho sao. Chả biết nó hôm nay nó có cho mình ăn không. Đương nhiên nó cho ăn hay không thì mình không thể biết được anh em. Hên xui mà, mình chỉ là một người đánh thôi. Hên thì mình gọi là ăn được thôi. Còn xui thì mình phải chấp nhận ra đạo thôi anh em ạ. Chứ đánh anh em đừng có bao giờ tham lam quá nha. Tham lam quá là toang đấy.
bởi lòng tham là sẽ kiềm chế cái lý trí của anh em đấy anh em. Thôi mất một mê nữa anh em ạ. Từ từ nha anh em ơi, không được vội nha. Vội là thật sự là không thể ăn được nó đâu. Bởi vì anh em hầu như biết đấy mà. Hầu như ai chơi cũng muốn ăn nó cả thôi à. Không ai muốn không muốn ăn nó đâu. Đấy đạn kìa, thua 3 ván liên tục ấy. Mà cái này thua 3 ván đến 4 ván liên tục là điều rất bình thường anh em ơi. Rất bình thường luôn nha. 600 ván này thôi. Ví dụ ván này thua là mất 21 thôi. Đấy. Nhưng mà nếu nó thắng cái là về bờ lại thôi anh em. Nếu thắng cái là mình vẫn lại 300 mà đúng không? Cách đánh này chỉ có ăn non thôi. Chứ các bạn mà cách đánh là các bạn tham ăn to ấy. Điều chắc chắn trước sau thì ra đạo thôi à. Không được ăn to đâu anh em. Ăn to là cực kỳ hên. Đấy anh em ạ, cực kỳ em hên may ra mới ăn to được. Ván này 800. Cách đánh này thì các bạn chả cần quan tâm cầu như thế nào đâu. Cứ chờ đợi thời cơ mà đánh thôi nha. Ván này 800 này. Là tổng 29 này đấy. Nếu ván này thua nha, 29 đấy. Đơn giản thôi. Đấy 29 này anh em ạ. 29 đấy. Thì ván này mình sẽ đặt 1 V1 nha anh em ơi. 1 V1. Nếu thắng thì mình sẽ được 33. Thì ít ra mình còn thắng 400 đúng không? Quên, trời ơi, nhấn lộn đi 2 lần rồi. Thôi lỡ thôi anh em. Thì cho là tổng 41. 41 thì ván sau mình sẽ đặt 1 V5 thôi. Đơn giản như vậy thôi anh em. Nhưng mà sợ thua ấy chứ. Thắng ấy đéo nói là rồi. Má thua thật anh em ạ. Cày thế. Bái phải đặt 1 V5 rồi anh em ơi. Căng lắm. Không phải đơn giản anh em thấy chưa. Lúc này mình ăn non 1 V5 là mình đã thắng rồi đấy. Thôi bây giờ mình chỉ thắng một ván là thôi, nghĩ đi. Ván này nếu mà thua nha thì mình sẽ thua nó đến 55 lận đấy anh em ạ. 56 đấy. Căng đấy anh em, không phải đơn giản đâu. Thì ván sau mình phải đặt 2 mê đấy anh em ạ. À, 2 mê thật anh em ạ. Căng đấy. Không phải rằng đơn giản đâu anh em ạ. Mà tốt nhất các bạn cứ chia vốn ra càng nhỏ càng tốt nhé. Do hôm nay mình đánh quá tự tin nên mình đặt vốn to 500 luôn ấy. Chứ ví dụ anh em chia ra vốn nhỏ một vài trăm thì với số vốn 15 mê của mình thì khó mà thua lắm. Khó mà thua, nhưng mà đương nhiên không có gì là không thể thôi anh em ơi. Không gì là không thể đâu nha. Không gì là không thể đâu. Ván này phải đặt 3 mê rồi anh em ạ. Càng đấy, không phải đơn giản đâu. 76 lần đấy anh em ạ. Thua 76 lần đấy. Ván này thua là 10 V6 đấy anh em ơi. 10 V6 đấy, không phải đơn giản đâu anh em ơi. Càng đấy. Họ đen vãi đạn luôn đấy anh em ơi. Đèn vẽ đạn luôn đấy chứ. Quá đèn luôn anh em ạ. Trời ơi, may văn đéo này nó trúng này. Trúng một cái về bờ luôn thôi anh em. Đơn giản như vậy thôi, nghĩ thắng 33 là được rồi anh em ơi. Không nên tham nữa. Tham là tí nó còn một cái gì thì sao. May ở pha đó nó trúng đấy. Chứ không trúng đấy mình bán sau mình đặt 33 và sau nữa. Còn 33 mấy nữa thì khả năng cao mình dễ thua đấy. Ván này nếu mà đặt thì không biết có trúng không nha. Nhưng mà thôi mình sẽ nghĩ lại đây thôi anh em. Khi thắng là nhớ rút thế cho mình, thả đằng này mai các bạn chơi các bạn tính tiếp nha. Thôi, video này mình tốt nha. Bye bye nha.